lại rồi. Các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Và mình vẫn lại tiếp tục cái nơi quen thuộc mà Tàu Thiền sẽ đi qua lại hàng ngày. Ở phía trước màn hình các bạn thì có một chiếc xà lan của Cần Thơ đang bị kẹt cái mui ở trên này. Và bên tay phải màn hình thì có một chiếc xà lan đang đi vô nữa nha các bạn. Đây. Thì cái nơi này thì mình đã quay cho các bạn rất là nhiều cái này xà lan đi qua lại. Rất là nhiều cái sự cố gọi là hy hữu nho nhỏ. Đó, bây giờ thì chúng ta cùng xem những anh tại công lái xà lan sẽ điều khiển bằng cái cách nào để là qua cái nơi đây được và mọi cái sự cố. Thì ở trong có một chiếc đang đi ra các bạn, và đây cái sự cố này đó, chiếc xà lan các bạn không, thì hầu như những chiếc xà lan nào đi qua đây thì cũng phải gọi là để là một cái vết thương nho nhỏ cho những cái chiếc tàu của mình. Các bạn thấy chưa, nó vừa nghiến vừa gọi là vừa khích vô đó luôn đấy. Bây giờ chiếc này thì nó đang đậu để bơm nước vô tiếp tục sẽ đi qua. Các bạn thấy không, thì ở bên trong nó có một chiếc đang đi ra nữa các bạn. Mình thấy trên màn hình nhỏ các bạn thì có một chiếc xà lan Nam Định, quên Hải Phòng, xin lỗi các bạn, màu xanh lá nha. Bây giờ thì chúng ta cùng xem cái pha xử lý của mấy anh tài công lái xà lan sẽ đi qua đây tránh được cái chiếc xà lan đang bị kẹt ở trên một cái gầm cầu như thế này. Các bạn xem nha, lại chiếc này thì khoảng cách khoảng gọi là một phân nữa thì xà lan mới qua được. Và đây đang bơm nước đây các bạn. Đây chiếc cỡ xà lan ở Hải Phòng đây. Giờ thì chúng ta cùng xem cái pha xử lý như thế nào ha. Đó, tài công tiếp tục lên ga. Wow, cái tiếng máy nghe rất là hay ho nha các bạn. Đây nè, các bạn xem cái độ nguy hiểm của chiếc xà lan. Bạn thấy chưa? Dữ các bạn. Máy cu min. Đây. Wow, sướng ghê ha. Đây bây giờ thì nằm chắn ngang khúc sông ở ngoài kia rồi kìa. Đó, thấy chưa? Giờ không biết là chiếc này nó sẽ chạy xuống đây. Đây bây giờ ra nữa xong rồi mà chiếc xà lan đã bị gọi là như thế này đây. Nguy hiểm chưa? Chiếc kia nằm cản trở giữa sông luôn các bạn. Phiên dịch đập nước. Ghê hả? Xà lan sẽ lấy hết lái qua nha. Bây giờ thì các bạn mấy anh em cùng xem chiếc xà lan Cần Thơ sẽ xử lý đi qua cái cầu mà Quyền Thoại, mà ngày nào mình cái cầu Quyền Thoại kết hợp với những cái nơi tàu thuyền mỗi nơi khác nhau để đi qua đây cho các bạn xem ha. Sở thích của mình thì rất là thích ngắm nhìn những cái gọi là như thế này, tại vì mình mỗi nơi mỗi ngày mình sẽ ra cho các bạn xem một cái video như thế này, tức là nó mỗi lần thì cũng như mình đã nói là nó mỗi một chiếc tàu nó có một cái cách chạy khác nhau, và mỗi một cái nơi của anh tài công chạy thì nó rất là kỹ thuật. Và nó nhiều cái gọi là cái tiếng máy nó đều khác nhau các bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng xem cái pha xử lý của anh tài công Cần Thơ, công ty
tổng công ty công nghiệp tàu thủy Cần Thơ 26. Đây, nơi này thì mình đã ra cho các bạn xem khá là nhiều video ha. Thì các bạn đây thì mình thấy có một chiếc đang chuẩn bị đi vô nha. Đây này. Đó, bây giờ chiếc phía bên này thì nó đang kẹt ngay cây cầu mà chiếc cái lồng kinh thì nó còn chỉ khoảng cách chỉ bao nhiêu nữa thôi. Để chiếc kia đang dè lại. Kẹt xà lan nữa rồi các bạn, thì lại thêm một vụ kẹt xà lan nữa. Chiếc này ở Nam Định này. Wow, cái lượng nước ở phía sau kìa. Quá dữ. Wow, gần nhà quá nha, gần nhà lắm. Cách nhà ba kìa các bạn. Nguy hiểm quá. Trời ơi, anh tài công anh dè hết cỡ luôn. Nè, ngay mũi nhà ta luôn nè. Bê vô nhà ta. Đây rồi, đây rồi. Dướng vô nhà luôn nha các bạn. Đây là khoảng cách của xà lan và nhà cũng sát bên nhau nha. Đây ngã ba luôn này. Thì các bạn à, bây giờ thì lại thêm một vụ dùng cục xà lan nữa rồi. Đây phía này kia có một chiếc đang gợi, một chiếc đang đậu phía bên đây. Đằng này thì có một chiếc ghe, đây thì có một chiếc xà lan đang kẹt cầu. Đây thì chiếc này đang đi vô này. Đó, chiếc này đang lấy chớn đi vô ha. Bây giờ thì chiếc xà lan to này đang chuẩn bị đi vô đây. Còn bên kia kìa, đang kẹt dùng cục ba bốn chiếc luôn. Ồ, rồi nước có phía sau kìa các bạn. Rồi rồi. Wow. Rồi. Trời ơi. Wow, bên này đang thấy hết lái luôn các bạn. Biết là ổn luôn nha. Trời ơi, kiến ở dưới rồi. Nguy hiểm cho mấy chiếc xà lan này đây. Đây các bạn, bây giờ thì chiếc xà lan này nó qua rồi các bạn nha. Đây thì chúng ta lại xem tiếp cái chiếc màu đỏ hồi nãy đi các bạn. Như thế nào đây, cùng xử lý nha. Tại khó là cái chỗ chiếc bự này đang đậu đây. Anh lái xà lan đỏ, anh đang chuẩn bị vô kinh nữa nha các bạn. À, chắc nghĩ là cái tiếng máy bên dưới là Hino hay sao các bạn. Cái này là chiếc này ở Hải Phòng. Đây các bạn xem nè. Anh đây, anh chủ xà lan dưới rất là vui tính nha các bạn. Anh chào các bạn cái đi. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Đó. Đây phía bên này thì anh lái bên kia anh đang chuẩn bị lấy đi vô cái con kinh này nữa nha. Thôi rồi. Wow. Mình nghĩ là Hino. Còn ở phía bên này thì vẫn có hai ba chiếc để đang bị kẹt nè. Đang chuẩn bị đi vô nha. Đây bây giờ thì anh lái xà lan màu đỏ đang chuẩn bị. Wow. Cái tiếng máy là mát phê luôn nha. Đây ở phía sau dòng cục hai chiếc này, hai ba chiếc ghe luôn. Bây giờ thì tài công xà lan rất là bình tĩnh để đi vô nha. Họ đã canh được ngay cái vị trí rồi đây. Ôi trời ơi, cái tiếng máy nghe nó lạ.
rồi, rớt dưới luôn rồi, rớt cái trái độn luôn các bạn, quá nghiến. Thì ở ngoài sông lớn mình đã thấy một chiếc công ty cổ phần vận tải Hà Tiên đang bị gọi là cái đường trên nó rất là hẹp cho nên đi qua lại hơi khó ha, không biết có chui vô đây không đây, nếu chui vô thì cũng hơi khó cho anh tài công. Chiếc này thì vẫn còn đậu ở đó. Thì hôm nay là một ngày là tấp nập của xà lan đó nha các bạn. Đó, đây nè. Ở đây đây có chiếc đang đi ra nè ha, rồi đằng kia. Đằng kia có hai chiếc đó, rồi ở trong kia một chiếc nữa các bạn. Đây các bạn thấy chưa, bây giờ dòng sông tuy to nhưng mà bây giờ nó lại nhỏ rồi vì những chiếc xà lan nó đã chiếm hết rồi. Đó, các bạn thấy không? Đó, phía đằng này cũng vậy. Đó. Cứ ngày nào cũng thế và ngày nào cũng vậy. Cái nơi này nước còn chảy thì xà lan còn đi nha các bạn. Rất là nhiều. Cho nên đôi khi hình ảnh có thể các bạn âm thanh hay như thế nào thì mong các bạn xem thông cảm cho mình. Mình đôi khi mình nói có nhiều cái nó hơi có nhiều anh em không được vừa ý. À, có sơ sót chỗ nào thì mong các bạn góp ý bỏ qua cho mình. Đây. Ở trong phía trong có một chiếc đang đi qua nha các bạn. Nhiệt độ bây giờ thì ở bên ngoài nó khoảng tầm 30 mấy độ C, mình đang cố gắng để quay hết cái góc pin cho các bạn xem. Đây nè nha, cái này hơi nguy hiểm nha. Ở sau lưng mình nó có một chiếc đang đi ra, bạn sẽ đi ngang cái lỗ này. Và ở trên kia thì có một chiếc đang đi tới nè. Đây, bây giờ thì chiếc ở trong đang đi ra nè. Chiếc ở trên thì nó đang đi hướng này. Chiếc này đang đậu. Bạn thấy không? Cái nơi mà gọi là cái con kinh thì nhỏ mà xà lan chạy khá là nhiều, khá là ồn ào, còn theo đủ các hướng đi tới lùi như một cái gọi là cái ngã ba của đường bộ vậy. Ở trên lại có một chiếc đang đi xuống nữa các bạn. Chiếc này đang chở đá nè. Tiếc là mình ở trên đây thì mình không cho các bạn nghe được cái tiếng máy. Nó anh ở phía trước anh ra tín hiệu là sẽ có một chiếc đang đi qua. Thấy không? Wow, chiếc này các bạn thấy không? Nó khá là to và gồ ghề và nặng. Nhưng mà từ ở trên nhìn xuống này các bạn thấy không? Nguyên một gã khổng lồ bằng sắt. Ở dưới kia lại có một chiếc ghe đang đi lên nữa chứ, các bạn thấy không? Nó cứ nhộn nhịp và nhốn nháo làm sao. Đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Wow, ghê ghê chứ. Nghiến vô đây. Căng thẳng và hồi hộp. À trời ơi, cái này mới gọi là nguy hiểm đây các bạn. Ở dưới có một chiếc, ở trên có một chiếc đang đi xuống nữa kìa. À. Còn ở đây thì lại có một hai chiếc ghe đang kẹt luôn. Wow. Đường thủy lại một ngày kẹt phà nữa. Các bạn thấy chưa, cái nơi này gọi là những cái sự nguy hiểm đầy thử thách của những tài công. Chiếc ghe phía sau đang đậu luôn nè. Rồi anh này đã qua an toàn rồi. Chiếc trên đang đi xuống này các bạn.
chở cái gì vậy? Để lưu đạn hay sao á? Cái kia bê kìa. Wow, phải lấy hết lái nha, nguy hiểm nha. Cái này căng thẳng nha các bạn. Hai ông kia đang ve nhau kìa. Trời ơi, ghê ghê ha, coi thử coi. Cái này xịt khói luôn nè. Ổn rồi, qua được mới gọi là ổn. Ôi mịt mù, đi qua đây đâu phải là dễ ăn đâu các bạn. Ở đây có ghe nữa nè. Ở dưới một chiếc đang đi lên nó mới ghê chứ. Nè. Ở đây chiếc đang đi xuống này nha, có mấy chiếc ghe nè. Ở bên đây có một chiếc đang đi lên nữa nè. Các bạn thấy chưa? Quá khứ hôm nay sao mà tạo đâu mà nó ghê à? Là chắc là buổi chủ nhật hay sao á, tàu thuyền nó đi hay sao các bạn. Wow, có tiếng kèn và những cái gì chở cái gì mình không biết nữa ha. Cái này giống của cái này mình không biết cái gì nữa các bạn. Anh em các bạn xem nhớ bình luận cho mình biết nha. Theo mình là nói cho vui, cái này giống như là chở cái gì không biết cái gì luôn. Ở Nam Định nè. NB là ở đâu ta? Các bạn biết không? Đây NB. Không biết cái đâu luôn xà lan này. À đồ kìa, cái pha này hơi bị căng đó nha các bạn. Đây chen vô cái lỗ này đây, chiếc xà lan khổng lồ thế này mà phải chen vô cái lỗ này nè, hơi khó nè. Đây thì anh phía bên này anh đang mở dây chuẩn bị đi vô ha. Cái này mới gọi là căng đây. Đây các bạn xem nè. Ồ, thấy chưa? Thực sự nguy hiểm chưa? Mấy anh em sẽ chuẩn bị cái chế độ bỏ xuống nha. Tại vì có cái sự xà lan qua mặt nhau. Chiếc này đang đi vô nè các bạn. Muốn giỡn mặt thì vậy mà. Đây lại thêm một chiếc xà lan khẩm mẹp luôn. Chuẩn bị đi ngang đây nữa nha các bạn. Quá căng thẳng một ngày của xà lan. Có một chiếc mà gọi là nó vô không được, nó bị kẹt ngay đây thì bao nhiêu chiếc khác sẽ cùng chịu một cái cảnh ngộ như thế này. Đi qua lại thì nó đòi hỏi khó khăn vô cùng. Đây, chiếc này đang đi vô đây. Đang lấy lái vô nha. Tài công qua đây thì cũng phải đòi hỏi cái kinh nghiệm gọi là nhiều năm kinh nghiệm nha các bạn. Các bạn thấy chưa? Sông này thì nó rất là nhỏ mà cái cầu thì rất là thấp mà xà lan thì rất là to, cho nên là những anh tài công mà qua đây thì phải nói là có nhiều khoảng là rất là nhiều năm xương máu và có nhiều cái gọi là trải qua tất cả rồi mới có thể điều khiển qua đây được nha. Đây các bạn thấy chưa, ở trên màn hình thì có hai chiếc xà lan mà các bạn thấy nó bích rồi, nó chỉ còn cái khoảng bên kia khoảng 1 mét mấy thôi, cũng như anh tài công ở đây. Mỗi khi thì có chiếc chở đá đi ra mà sao hôm nay có chiếc chở đá đi vô mà. Đâu có dễ ăn đâu các bạn thấy chưa. Lại có một chiếc ghe đi vô nữa kìa các bạn. Có một cô nữ đứng trước mũi. Đây các bạn thấy chưa,
khi cái chiếc này nó đã vừa vô xong thì có một chiếc gọi là đối mặt ở đằng phía kia. Ở cái nơi mà gọi là phải có thể nói là ngày nào cũng như ngày nào, xà lan thì cứ tấp nập. Wow, ông kia ông lái cái kiểu gì mà ông lấy xéo xéo à. Đây các bạn hãy cùng xem nha, có một chiếc xà lan nhỏ, bây giờ mình đã đi xuống dưới dốc cầu rồi đây. Đó, thấy chưa? Đó, chiếc kia thì nó kẹt, đã kẹt, nó nằm đơ ngay đó rồi. Trời nước gầm xíu mới qua được ha. Lên đi ngang đây thì các bạn biết không, cái tiếng máy bắt đầu nó sẽ gống lên một cái là hết công sức và hết công lực của một cái động cơ. Wow, tiếng máy này gống nghe sướng ha. Bớt kèn. Anh quên bớt kèn. Đó, thấy chưa? Mình biết cay mà. Đây, chiếc này bây giờ nó nằm như thế đây. Đây, bây giờ thì mình lấy chiếc tiếp theo rồi các bạn. Rồi anh chào khán giả đi, đang chúc anh lên thấy. Rồi cảm ơn anh nha. Anh tên gì? Thừa ha. Anh ở đâu? Rồi nhớ coi đồng phim anh lại nha. Đây anh đó rất là vui tính nha các bạn, anh không có chửi mình như thế nào hết. Hy vọng là anh sẽ lên ga một màn gọi là kịch tính. Lên ga cho em đi. Rồi, anh chào em cái đi. Đây các bạn. Anh sẽ lên ga này. Vẫn chưa qua được nha các bạn. Rồi cái video mình xin tạm dừng tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Vẫn là xà lan, nơi quen thuộc cây cầu Huyền Thoại. Ok.